Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Quân Vlog. Đấy, hôm nay mình mới đi chợ mua được con cá lóc to cho các bác. Cá lóc này là cá lóc đồng nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bác một món cá lóc nướng. Nướng riêng mẻ ngại các bác nhá. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi sơ chế. Kệ nha các bác nha. Các bác đun em nồi nước sôi khoảng 70 độ. Đây em đã dùng nước sôi 70 độ. Các bác quay này trà sát cho em như thế này. Đấy, quả xoong các bác nhá. Sau đó là các bác cho muối. Muối ở đây em dùng giấm nhé. Đúng, các bác. Quả sạch nhá. Hết chưa? Đấy, sau các bác rửa sạch đi là ok. Đấy, sau khi là sơ chế sạch sẽ ăn cá như này các bác nhá. Đây em mổ đây. Em mổ em rút ruột con cá này nó hơi có trứng chứ. Đấy, sau các bác là khứa thôi em. Bác nhớ là khứa phần dày trên này đấy nhá. Cho nó ngấm gia vị. Đó. Đấy, các bác không nên khứa xuống phần bụng. Vì phần bụng nó rất mỏng. Mình khứa xuống phần bụng là sau nó lát. Phần đuôi là mình không cần khứa các bác nhá. Vì phần đuôi này nó mỏng mà cũng rất nhanh chín. Nhà này quay ngược phần cá. Đó. Cho một đường ở gáy này. Cái này dày. Ok. Rồi, ok. Rồi các bác khứa cá như này với em nhá. Các bác lưu ý là không nên khứa xuống phần bụng này. Đấy, khứa đều hai bên. Và trong nguyên liệu chính của chúng ta nữa là có giềng, sả, hai củ hành khô, ớt. Đấy, xong những cái nguyên liệu này em đã sẽ đi xay nhỏ ra để em ướp. Và hạt tiêu nhé, hạt tiêu là 1/2 muỗng cà phê này, à muỗng ăn phở. Và đây là bột canh và hạt lêm. Mỗi loại em cho một thìa này và một chút mắm tôm. Đó, và đây là một chút dầu ăn, một chút mì chính, nửa thìa mì chính nhá. Tương đương với con cá này của em hôm nay là 1,3 kg. Và không thể thiếu được nữa là mẻ ngạ các bác nhá. Cái môn mẻ ngạ là rất quan trọng. Tí nữa em bắt đầu em đi xay hết cái này mới mẻ ngạ là em ướp. Đấy, tất cả những cái nguyên liệu mình đã xay nhỏ hết ra các bác nhá. Đấy, và đây cũng là một là lưng bát mẻ ngạ mình đã xay nhuyễn này. Và đây là những cái gia vị mình đổ hết vào một tô. Đấy, mình cho mẻ ngạ lẫn hết vào đây các bác nhá. Ok, trộn hết những cái nguyên liệu và gia vị. Tôm tô này chưa trộn đều lên. Ok, rồi các bác bắt đầu ướp cá nhá. Cái cá thác này kìa. Nhét thêm một chút vào bụng nữa các bạn. Thơm. Nước rồi, mùi thơm rồi. Ok. Đấy. Sau khi các bác ướp gia vị xong cái này là các bác để cho em khoảng 1 tiếng nhá. Xong là mình cuốn dây bạc, mình cho ra lướng cho các bạn. Các bác nào không có than hoa thì có thể lướng lò lướng nhà mình hoặc lò vi sóng nhá. Đấy, sau khi ướp gia vị đã được 1 tiếng rồi các bác nhá, bắt đầu em cho vào dây bạc. Đấy, em các thêm cái này vào. Gia vị à, thơm. Các bác lưu ý nhá, các bác mà không nướng bằng giấy bạc thì các bác chỉ vắt lấy nước cốt thôi nhá. Các bác phải cho những cái gia vị như này của em nó sẽ cháy. Đây em cuốn giấy bạc. Em cuốn giấy bạc thì em cho hết những cái gia vị vào luôn rồi nó thơm. Đó, em cho 2 lớp giấy bạc các bác nhá. Rất cẩn thận luôn. Rồi ok. Bắt đầu em cho ra bếp nướng hơn ơi. Đấy, đây là bếp than em đã nhóm sẵn lên. Đây, bắt đầu đặt lên nướng các bạn. Nướng không thì tí nữa mình lật. Đấy. Quá trình nướng trong vòng 1 tiếng đã xong đây các bác nhá. Đấy các bác ngửi thấy mùi thơm chưa? Rồi. Ôi,
ngon chưa? Đấy, và đây là những nguyên liệu ăn kèm các bác nhá. Đây. Đấy, tí này em cho vào đây là ăn chiến đấu được các bạn. Đấy, các bạn thấy kênh em hay thì chia sẻ nhá, follow và tin cho mình nhá. Rồi, chúc các bác thành công.